Đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo, nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng. Thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó. Cuộc sống có ba cái đừng: đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, và đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những người không có thời gian dành cho bạn. Con người tạo ra để được yêu thương, vật chất tạo ra là để sử dụng, nhưng vì một lý do nào đó vật chất lại được yêu thương, còn con người thì lại bị lợi dụng. Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá, con người chỉ có một mặt, cớ sao lại sống hai lòng? Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng. Làm người nhất định phải có lương tâm, nhất định không được quen người đã từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ ngày càng ít bạn bè, đường đi sẽ ngày càng hẹp. Có những người họ quen những lần ta giúp đỡ họ, nhưng sẽ nhớ mãi một lần ta từ chối họ. Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền, yêu thương nhiều quá người ta lại không biết trân trọng. Giữa núi núi hóa thành vôi, giữa nước nước chảy ra ngoài biển đông, giữa người người đổi thay lòng, chỗ dựa chắc chắn chỉ trong chính mình. Ở thời khắc này của thế kỷ 21, thế kỷ 4.0 và thế giới của những vấn đề chồng chéo phức tạp, không ai có thể tự mình một mình giải quyết được vấn đề. Kiến thức của một người là có hạn, góc nhìn của một người là phiến diện, nguồn lực của một người chẳng đủ làm đòn bẩy để vươn xa.